tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo tờ The Guardian của Anh, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump dành 40 phút lắc lư theo những bài hát yêu thích của mình như YMCA và Ave Maria tại cuộc vận động tranh cử gần Philadelphia hôm 14 tháng 10, khiến ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris bày tỏ lo lắng về tình trạng tinh thần của ông. Bà Harris viết trên mạng xã hội X, hy vọng ông ấy ổn, và kèm theo cảnh quay về buổi biểu diễn mà nhiều người quan sát đồng ý là kỳ lạ, ngay cả theo tiêu chuẩn của ông Trump. Lễ hội âm nhạc ngẫu nhiên ở vùng ngoại ô Oaks của Pennsylvania diễn ra sau khi hai khán giả tại cuộc vận động trong nhà ngất xỉu, dường như là do thời tiết nóng. Khi ông Donald Trump yêu cầu lắp máy lạnh, người điều phối sự kiện, thống đốc Nam Dakota Kristi Noem nói đùa ám chỉ đến lạm phát cao. Có lẽ họ không đủ khả năng chi trả, thưa ngài, trong nền kinh tế này. Sau đó, ông Donald Trump quyết định chuyển hướng. Ông Trump nói, chúng ta đừng hỏi thêm câu hỏi nào nữa, chúng ta chỉ nghe nhạc thôi, hay biến nó thành âm nhạc. Ai mà muốn nghe câu hỏi chứ, đúng không? Danh sách gồm 9 bài hát được phát ra, bao gồm các bài hát yêu thích tiêu biểu của ông Trump như It's a Man's 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 World của James Brown, YMCA của Village People, Nothing Compares to You của Sinéad O'Connor và Ave Maria của Luciano Pavarotti, tất cả đều được phát khi ông Trump đứng giữa sân khấu lắc lư hoặc nhún nhảy nhẹ nhàng. Cuối cùng, ông Donald Trump kết luận, hai người đã ngã xuống là những người yêu nước, chúng tôi yêu họ, và vì họ, chúng ta đã có một số bản nhạc tuyệt vời, đúng không? Việc ông Trump sử dụng âm nhạc đã vấp phải chỉ trích. Một danh sách dài các nghệ sĩ, bao gồm Celine Dion, ABBA, Neil Young và Bruce Springsteen đã lên án hoặc thực hiện các bước pháp lý để ngăn chiến dịch của ông Trump phát các bài hát của họ tại các cuộc vận động tranh cử. Ngày 15 tháng 10, Rufus Wainwright phản hồi việc ông Donald Trump sử dụng bản cover Hallelujah của Leonard Cohen do nam ca sĩ này thể hiện tại cuộc vận động tranh cử bằng cách viết trên Instagram rằng ông rất xấu hổ. Wainwright từng nói trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 rằng ông sẽ không hát lại bài này trừ khi ông Donald Trump thua cuộc. Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Donald Trump vừa có bài đăng dài trên tài khoản Truth Social để phản hồi về bộ phim tiểu sử về thời trẻ của ông The Apprentice, người tập sự, ra rạp từ ngày 11 tháng 10. Mở đầu bài đăng, ông Donald Trump cho thấy thái độ giận dữ bằng cách viết hoa toàn bộ chữ cái trong các tính từ nhắm vào tên tác phẩm điện ảnh là giả mạo và không có định danh, đồng thời bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ thất bại. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa còn đặt câu hỏi liệu cái tên The Apprentice có hợp lệ không, ám chỉ nhà sản xuất sao chép hoàn toàn từ chương trình truyền hình thực tế mà ông sản xuất trong giai đoạn 2004-2015. Ông Donald Trump viết, đó là trò hạ bệ rẻ tiền, phỉ báng và kinh tởm về mặt chính trị, được thực hiện ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nhằm cố gắng làm tổn hại phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Make America Great Again, MAGA, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, khẩu hiệu chiến dịch tranh cử của ông Trump. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến tình tiết gây tranh cãi nhất phim là cảnh ông Trump, Sebastian Stan, xâm hại thân thể bà Ivana, Maria Bakalova, còn buông những lời tục tĩu. Ông Trump viết với giọng điệu phẫn nộ, vợ cũ của tôi, Ivana, là một người tốt bụng và tuyệt vời. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với cô ấy cho đến ngày cô ấy qua đời. Tác giả của đống rác rưởi này, Gabe Sherman, một kẻ đáng khinh và không có tài năng, bị mất uy tín từ lâu. Biết điều đó nhưng chọn cách phớt lờ nó. Đáng buồn là những con người cặn bã này, những kẻ liên quan đến hoạt động kinh doanh được hy vọng là không thành công này, được phép nói và làm bất kỳ điều gì họ muốn để gây tổn hại cho phong trào chính trị có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ ai trong chúng ta, MAGA 2024. Đạo diễn The Apprentice Ali Abbasi ngay lập tức có động thái đáp trả trước cơn giận dữ của ông Trump. Nhà làm phim Iran viết trên mạng xã hội X, cảm ơn vì đã phản hồi lại chúng tôi, Donald Trump. Tôi sẵn sàng nói chuyện thêm nếu ông muốn. Hôm nay là một ngày bận rộn với rất nhiều báo chí về The Apprentice, nhưng tôi có thể gọi điện cho ông vào ngày mai. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang phản ứng trước sự hoảng loạn của Đảng Dân Chủ về triển vọng vào Nhà Trắng của bà bằng cách tăng nhiệt cho ông Donald Trump.
Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 14 tháng 10 cảnh báo cựu Tổng thống Donald Trump là một người bất ổn, mất trí và muốn quyền lực không bị kiểm soát giữa bối cảnh chỉ còn 21 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Bà Harris nói với đám đông ở Pennsylvania, hãy theo dõi các cuộc meeting của ông ấy, tức ông Donald Trump, hãy lắng nghe lời ông ấy. Ông ấy cho chúng ta biết ông ấy là ai và ông ấy sẽ làm gì nếu được bầu làm Tổng thống. Trong khi đó, phó tướng của bà Harris, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Wald, thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng những suy nghĩ của cựu tổng thống về việc sử dụng quân đội chống lại đối thủ trong nước mà ông gọi là đối thủ từ bên trong, thậm chí có thể tương đương với tội phản quốc. Bà Harris và đội ngũ của mình đã tích cực đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của ông Trump và khả năng phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa của ông nhằm đảo ngược tình thế trước ứng viên của Đảng Cộng Hòa, người trong nhiều tháng đã đưa ra những cáo buộc tương tự với Tổng thống Joe Biden. Trong một nỗ lực khác của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhằm xoa dịu những lo ngại về động lực tranh cử dường như đã bị chững lại của mình, Phó Tổng thống đã công bố một sáng kiến mới quan trọng để thu hút cử tri nam da màu giữa những lo ngại rằng ông Donald Trump đang xâm nhập vào nền tảng cử tri ủng hộ quan trọng của Đảng Dân Chủ hoặc họ sẽ không đi bỏ phiếu. Trong một chiến dịch quảng cáo mới tại bang dao động Arizona, bà Harris đã có những nỗ lực mới để giành được sự ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng Hòa cảm thấy xa lạ với hành vi của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định để vượt qua ranh giới của đảng. Để đạt được mục đích đó, bà Harris thông báo bà sẽ tham gia cuộc trả lời phỏng vấn chính thức với Fox News, từ bỏ sự e dè trước đây của bà với các sự kiện không có trong kịch bản để tạo sự tương phản với ông Trump. Những nỗ lực mới của Phó Tổng thống Harris nhằm quyết định nhịp độ giai đoạn cuối của cuộc bầu cử diễn ra khi cả hai ứng cử viên đều tích cực vận động tranh cử ở bang chiến địa Pennsylvania. 19 phiếu bầu đại cử tri của bang Pennsylvania có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng tại Nhà Trắng và giống như một số bang chiến trường khác, hai ứng viên hiện đang cạnh tranh sít sao nhau trong các số liệu mới nhất của những cuộc thăm dò dư luận. Bà Kamala Harris đang bước vào giai đoạn quyết định trong sự nghiệp chính trị của mình. Những hành động của bà dưới áp lực dữ dội nhất trong 3 tuần tới sẽ ảnh hưởng đến những cử tri còn lại chưa đưa ra quyết định và có thể đang tìm lý do để chọn bà. Bà Harris cũng cần thúc đẩy sự ủng hộ của những cử tri thiên về Đảng Dân Chủ đang dao động hoặc không nhiệt tình, những người có thể sẽ không xuất hiện vào ngày bầu cử. Nhìn rộng hơn, Phó Tổng thống Mỹ Harris phải đối mặt với một trong những nhiệm vụ chính trị khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi tiếp quản vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ từ Tổng thống Biden vài tháng trước, khi bà Harris cố gắng thuyết phục các cử tri bất mãn rằng bà là ứng cử viên của sự thay đổi. Có thể nói, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là một cuộc đua gay cấn và đầy biến động, khi mỗi ứng viên đang nỗ lực tìm cách giành lợi thế tại các bang chiến trường quan trọng. Trong khi bà Harris nỗ lực thu hút sự ủng hộ từ các cộng đồng thiểu số và bảo vệ chính quyền trước những lời chỉ trích, ông Trump lại tập trung vào các vấn đề nhập cư và an ninh nội địa nhằm thu hút sự ủng hộ từ khối cử tri bảo thủ. Với chỉ 20 ngày còn lại trước ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên đều đang tiếp tục chạy đua quyết liệt để giành sự ủng hộ từ những cử tri chưa quyết định. Điều có thể định hình tương lai của nước Mỹ trong 4 năm tới. Theo kết quả thăm dò mới nhất của AARP công bố ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước sít sao Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đối đầu trực tiếp tại bang chiến trường Michigan, chỉ 3 tuần trước ngày bầu cử. Theo đó, cựu Tổng thống Trump đã vượt qua đối thủ của Đảng Dân Chủ với tỷ lệ ủng hộ 49% so với 48%. Trong khi 1% cử tri tham gia khảo sát cho biết sẽ có lựa chọn khác và 2% vẫn chưa quyết định. Phân tích theo độ tuổi, ông Trump dẫn trước bà Harris với 47% sự ủng hộ so với 46% trong số những cử tri từ 50 đến 65 tuổi. Tuy nhiên, đương kim phó tổng thống vượt lên trước đối thủ Cộng hòa trong nhóm cử tri trẻ tuổi từ 18 đến 34 tuổi với 54% ủng hộ so với 40%. Bà Harris cũng dẫn trước với nhóm cử tri trên 65 tuổi, giành được 53% sự ủng hộ so với 42% của ông Trump. Khảo sát theo giới tính, cuộc thăm dò cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai ứng viên. Trong số cử tri nam giới, ông Trump dẫn trước 21 điểm, tương đương 57% so với 36%, trong khi bà Harris giành được phần lớn sự ủng hộ của cử tri phụ nữ với 55% so với 36%. Cuộc thăm dò cũng lưu ý ông Trump đang dẫn trước đối thủ 7 điểm trong số cử tri độc lập, với tỷ lệ ủng hộ 45% so với 38%. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Harvard CAPS, trong số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm ở một số bang chiến trường, cựu Tổng thống đang có lợi thế nhỏ với 48% ủng hộ so với 47% của bà Harris. Trong khi đó, tổng hợp các cuộc thăm dò của Hill Decision Desk HQ ở bang Michigan cho thấy, ông Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống gần 1 điểm, tương đương 48,7% so với 48%.
Tuy nhiên, bà Harris đang dẫn đầu trên toàn quốc với 49,8% ủng hộ so với 46,9% của cựu tổng thống. Cuộc thăm dò của AARP được tiến hành từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 với sự tham gia của 1.382 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số là 4%. Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập cho biết sẽ không ủng hộ đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, Ủy ban Hành động Chính trị người Mỹ gốc Ả Rập, một nhóm bao gồm trí thức người Mỹ gốc Ả Rập, thường có các hoạt động chính trị nhằm bảo vệ lợi ích của người Ả Rập ở Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới, giải thích rằng Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và ông Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đều ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và với lực lượng Hezbollah ở Liban. Nhóm này lâu nay vẫn kêu gọi chính quyền Mỹ đưa ra những giải pháp hành động cụ thể để chấm dứt các cuộc xung đột này. Nếu điều này xảy ra, thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 sẽ đánh dấu lần đầu tiên nhóm này không ủng hộ một ứng cử viên nào kể từ khi được thành lập vào năm 1998. Thông thường, nhóm này ủng hộ Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump rất sát sao. Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo là một trong những nền tảng ủng hộ áp đảo ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ của cộng đồng này đối với Đảng Dân Chủ có xu hướng giảm dần sau khi nhóm lên tiếng phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi Tổng thống Biden phối hợp cùng lãnh đạo thế giới thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dải đất ven địa Trung Hải. Trong khi đó, sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đối với ông Trump luôn ở mức thấp, chủ yếu do những phát biểu và chính sách của ông thời đương nhiệm liên quan đến lệnh cấm đi lại đối với công dân của một số quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống. Ngoài ra, ông Trump cũng từng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.